Thành phố Huế đang mưa, ngày nắng đêm mưa thì được, đêm mưa bay thôi mọi người. Dạ, Huế vừa trải qua trận mưa khá khá, không lớn lắm nhưng mà cũng không nhỏ. Dạ. Và bây giờ còn lại mưa bay bay thôi. Đây khu vực chợ Vì Già, em đang đi từ khu vực Vì Già đường Nguyễn Sinh Cung. Các bà con tham thang vòng Huế, tiết trời đang mưa lạnh, lạnh thì cũng chưa lạnh lắm, nhiệt độ đi trên đường thì khoảng 24 độ C, xe xe lạnh. Lúc này cũng 8 giờ tối rồi, ngày 28 tháng 11. Đi một vòng thăm Huế vào giờ tối, khi mà tiết trời mưa mưa thì sẽ như thế nào? Như răng. Yeah. Đó, ăn một kho Vì Già xưa, quán cà phê, nhà hàng. À, đang có những ánh đèn mơ mơ lơ mơ về đến trực trọng, nhìn có cái nhìn không gian có vẻ nhìn ra không gian xưa. Dạ, yeah. Trời mưa đi ra đường thấy cảm giác buồn hơn, ít người ra đường không mọi người. Các công viên tụ điểm vui chơi là hình như là vắng, vắng bóng người qua lại. Hàng quán bây giờ thì đây là có hàng có quán thì có thể là có khách, còn hàng rong là chiều đó. Mưa thì cùng mùa, mưa cùng lúc 6:30 tối mới mưa luôn. Dạ. Bây giờ cũng được hơn nửa tiếng. Toàn thành phố luôn. Dạ. Yeah. Sau đó thì sợ dần đi. Bây giờ còn lại mưa nhỏ, mưa bay, lất phất. Chứ nếu mưa lớn thì ngay ra đường luôn, vắng luôn. Ngày hôm nay trời nhiều mây rồi, có lúc âm u, có lúc hè nắng. Theo như dự báo, ngày nắng tối sẽ trời nhiều mây, sẽ có mưa, đúng là mưa luôn. Dự báo bây giờ rất là chính xác, mưa toàn thành phố. Khu vực đập đá, nước chưa nó về dưới gì xa gì sâu đập đá. Mọi người nhìn lên đường tiền thì cũng đủ bảy sắc có màu có vòng. Mấy ngày qua người ta cũng có những ngày tắt đường để đưa những cái xà lan lên làm công trình bên sông. Công trình đồng công gần sống rồi. Công trình bây giờ nhìn cũng gần hẻ lô riêng đó, ta đổ đất đá đó. Làm cái này nên riêng có lệnh sống, lệnh ra một đoàn. Vì bên trong người ta đổ đất đá để có cái mặt bằng. Dòng sông như ý đâu, dòng sông Sài Gòn hơn. Còn công trình thì đỡ sạt lở. Dạ.
Nhà dân ở hai bên cầu yên tâm. Em đi vô mấy tiếng đường lớn đấy. Bà con thăm các tuyến phố ở Huế về đêm, đêm mưa. Những đêm đầu tuần giữa tuần này không có phố đi bộ, sẽ không chặn đường tại khu vực phố Tây. À, mưa cái phố vắng ngay cho 8 giờ tối đi là đoàn đấy là vắng này. Còn phía biệt khu vực phía bên trong này thì như răng có máy bàn đó. Còn có thể mà tàn mưa như thế thì vâng, người ta sẽ đi ăn uống càng lúc càng khuya. Yeah. Thì 8 giờ chưa đi mà tầm vào 9 giờ người ta ra đường đi chơi có. Ăn chơi thì bây giờ không tỉnh được giờ giấc nữa. Vì những tuyến phố phục vụ đêm khuya mà. Thì sẽ có lượng khách về khuya. Yeah. Đây tuyến đường vào thị 6 chú Văn An này. Đó, như khu vực này vẫn có khách này. Hàng quá mở ra quá trời luôn. Đầu tư những cái cửa hàng quán lớn đang làm đó. Ở đây vô mày không công khổ này thì lúc nào nghe nhộn nhịp rừng rừng ấy. Đông đúc chủ yếu là giải trí và ăn uống. Nắm được cái thì hiểu đó là người ta cũng đua nhau. Một vài tuyến phố nơi đây là bày ra để phục vụ về những cái một vài món hàng đó thôi, ăn uống giải trí thôi. Đó, đi chơi, đi taxi, đi ô tô thì ăn nhậu về có sợ. Sợ thôi nông độ. Ồ, đường mình nghe nó mắng có đen điện nó tối đấy hả? Điện hư đó, điện hư đó. Tối đêm mà đi không có điện này. Đường mình nghe mọi người. À, rồi khỏi phố Tây. Sang mấy tuyến đường đi. À, mưa cái thầy vắng đó nha. Dịp cuối năm rồi nha. Người ta bắt đầu đi mua sắm. Đường mình nghe thì những cửa tiệm bán hàng gọi là đồ dùng nó ăn mặc áo quần dây dép cuối năm thường người ta đi mua sắm nhiều chơi vào dịp và Noel và Tết Tây cho đến Tết Tá luôn. À, chà, đường lẹt mà bị mất điện rồi. Cái khách sạn, nhiều khách sạn rất là lớn nằm tại khu vực này. Đây, khu vực mà có không khí Giáng sinh sớm nhất chính là trung tâm mua sắm Vincom Plaza tại ngã trung tâm ngã 6. Thì ở đây có cây thông Noel mọi người. Đó, có cả thông 10 ngày đi thôi. Đời đến ngày lễ mua lễ là bùng nổ, người đi lại đây sẽ đông thu hút lắm. Ai đi ngang đó cũng vào selfie chụp hình không khí Giáng sinh.
À, chà, mưa ra chứ không mưa cho đông lắm đây này, đêm nay đêm là đầu tuần là thứ ba mà. À, vì mưa chứ không mưa là đông lắm á. Mình có năm mươi gò cái thông cũng à, khá lớn. À, không khí Giáng sinh từ cuối tháng 11. Đây là tuyến đường phố Đống Đa. Giờ ra đường Huế ô tô nhiều lắm luôn. Ô tô xe hơi đó, quá trời luôn. Trời mưa nên thì thấy ô tô nhiều hơn xe máy đó. Nhìn như vậy chung cư bên kia như phố cổ á, chung cư nằm tại đường Đồng Đa. Đồng Đa vậy là Lê Hồng Phong. Nhìn giống như phố cổ á mọi người. Lạc đạc vài lượt khách về đêm tại các hàng quán ở đây. Như vậy mà trời mà lạnh xuống cái nữa là nhìn buồn lắm đó. Đường Lê Hồng Phong. Ở bên ngay thì có những cái hoạt động mua bán ban ngày, ban đêm có những cái hoạt động làm ăn mua bán về đêm. Có bà con làm ăn buôn bán thì nhìn đường phố nó đẹp hơn nha. Yeah. Điện đài đâu lúng linh, không không làm ăn nữa thì nhìn buồn. Dạ. Có kinh tế nữa đủ các kiểu luôn. Cà phê Mô Quảng Xã. Trời mưa đi, có những tuyến phố đi thấy Huế buồn thiệt. Đi có đoàn đông đúc người ngồi ăn uống vui chơi, thấy vui chứ đi quá khỏi đoàn khoảng đoàn nó thấy buồn. Dạ. Thì ra em ra lại đường Lê Hồng Phong để ra về Nguyễn Huệ. Ngày những ngày cuối tháng 11 rồi, như vậy còn hai mấy ngày nữa Noel rồi cùng tháng là hết năm, kết thúc năm. Qua tháng đầu tháng 12 cái là đi ra đường là hình như là nhộn nhịp các cái hoạt động dịp cuối năm đó đó. Khi mà Tết Tây đến cái là bao nhiêu dồn dập không khí cuối năm ùn về đó. Qua tháng 12 là bên mình dương lịch thì cũng âm lịch thì cũng gần. Phải qua tháng 11 là tháng mua sắm. Đây chúng ta đang ngang qua từng chùa Giê-xu tại nhà thờ dòng chùa Cứu Thế.
Đó, bên trong chuẩn bị trang trí làm Noel rồi đó. Trong vòng 10 ngày nữa, tháng nữa là còn 10 ngày nữa là không khí Noel tại các nhà thờ cũng rực rỡ đó đó. Thì giờ mưa rồi cũng đã tận cho bà con à, làm ăn à, làm ăn đêm. Dạ, là những hình ảnh tối nay em lang thang đưa bà con thăm Huế sau cơn mưa thì buổi tối Huế sẽ như răng trong những ngày đầu, những cái lần đầu đóng. Dạ, hy vọng mọi người cùng biết thêm về công em vui nha. Em sẽ còn gửi đến bà con như thế nào về Huế trong những tập tiếp theo. Thì xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế gửi đến bà con. Dạ. Em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.